Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang đến với bản tin thời tiết đô thị ngày 8 tháng 6 của Đài truyền kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị và các bạn, sang đến ngày hôm nay, vùng hội tụ gió trên mực 1.500m đến 3.000m vẫn còn tiếp tục gây mưa rào và dông rải rác cho các tỉnh Bắc Bộ. Mưa tập trung nhiều tại các khu vực vùng núi phía Bắc. Mưa xảy ra chủ yếu trong khoảng thời gian chiều tối và đêm. Trong cơn dông có nguy cơ tiềm ẩn các hiện tượng như là lốc, sét, gió giật mạnh. Vì thế người dân vẫn nên chú ý đề phòng. Ban ngày mưa gián đoạn, xen kẽ trời có nắng, với nhiệt độ cao nhất trong ngày ở khu vực này sẽ dao động từ 32 đến 35 độ. Riêng vùng đồng bằng có nắng nóng với mức nhiệt độ 35 đến 36 độ, trời oi bức. Đối với các tỉnh miền Trung, trong ngày hôm nay, nắng nóng vẫn tiếp tục xuất hiện ở nhiều nơi. Tại khu vực từ Thanh Hóa vào đến Phú Yên, với nhiệt độ cao nhất phổ biến là từ 35 đến 37 độ. Riêng một số nơi thuộc vùng núi phía Tây có nắng nóng gay gắt như ở Tương Dương, Tây Hiếu ở Nghệ An, Hương Sơn, Hương Khê ở Hà Tĩnh, Tuyên Hóa ở Quảng Bình, nhiệt độ có thể lên tới trên 37-38 độ. Thời gian nắng nóng thường kéo dài từ 11 giờ trưa đến 16 giờ chiều. Trong khi đó, ở các tỉnh phía Nam từ Khánh Hòa đến Bình Thuận, mức độ nắng nóng bớt gay gắt hơn với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến là từ 33 đến 35 độ. Chỉ cục bộ một vài điểm có nắng nóng với mức nhiệt độ là trên 35 độ. Vào khoảng thời gian chiều tối, mưa dông xuất hiện ở vài nơi. Tuy ở toàn khu vực miền Trung, mưa dông xảy ra ít, nhưng bà con vẫn cần lưu ý có điểm xuất hiện cơn dông nhiệt mạnh kèm tố lốc và gió giật khá nguy hiểm. Ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong ngày hôm nay, mưa dông tăng lên ở nhiều nơi. Cục bộ có nơi mưa vừa mưa to, thường tập trung nhiều vào chiều tối và đêm. Ban ngày mưa xảy ra gián đoạn, xen kẽ nắng nhẹ. Nhiệt độ cao nhất ngày ở tại Tây Nguyên phổ biến là 30-33 độ, ở Nam Bộ đạt khoảng 31-34 độ. Do mưa dông có khả năng xảy ra mạnh vào tầm 17-20 giờ nên sẽ ảnh hưởng phần nào đến các hoạt động giao thông trong giờ tan tầm. Cụ thể ngày hôm nay, thời tiết trên các đô thị lớn được dự báo như sau. Đến với thủ đô Hà Nội, trong ngày hôm nay, vào khoảng chiều tối và đêm, thời tiết vẫn xuất hiện mưa dông, khả năng kèm theo tố lốc và gió giật nguy hiểm. Vào ban ngày trời giảm mây và có nắng, với nhiệt độ cao nhất trong ngày có thể đạt ngưỡng 35-36 độ, tiết trời khá oi bức vào giữa trưa từ 11-15 giờ. Đặc biệt ở khu vực các quận nội thành, nơi có mật độ nhà cửa nhiều, cũng như giao thông đông đúc, bầu không khí có phần oi bức hơn. Thời tiết ở thành phố Việt Trì cũng cùng chung xu thế thời tiết với các tỉnh Bắc Bộ. Do vậy, ngày hôm nay, bầu không khí ở thành phố cũng khá oi bức vào ban ngày. Cường độ nắng mạnh nhất duy trì trong khoảng từ 11 giờ trưa đến 15 giờ chiều, với mức nhiệt ở ngưỡng là 35-36 độ. Do đó, khi lưu thông trên đường, quý vị vẫn nên mang theo các vật dụng chống nắng như khẩu trang, kính râm, áo chống nắng để bảo vệ làn da của mình dưới tác động của tia cực tím. Vào đến thành phố Vinh thuộc khu vực phía Bắc miền Trung, nơi chịu tác động mạnh nhất của hiệu ứng phơn do hoạt động của đới gió Tây Nam ở rìa Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây, nên trong ngày hôm nay, nắng nóng tiếp tục duy trì với mức nhiệt ban trưa đạt ngưỡng khoảng 35-37 độ. Tuy nhiên, đây mới chỉ là nhiệt độ đo được trong lều khí tượng, thực tế ngoài trời sẽ còn cao hơn. Đặc biệt ở những nơi nhiều đường bê tông và ít cây cối, nhiệt độ thậm chí là cao hơn từ 2-3 độ nữa. Theo nhận định thì mức độ nắng nóng sẽ tiếp tục duy trì và còn gia tăng trong nhiều ngày tới ở tại khu vực này. Đến với thành phố Đà Nẵng, do lợi thế gần biển nên mức độ nắng nóng có phần giảm bớt. Chính vì thế nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay chủ yếu dao động trong ngưỡng là từ 34-36 độ. Tuy trong những ngày hè oi nóng và dự báo những ngày cuối tuần mức nắng nóng có thể gia tăng, nhưng nhiệt độ nơi đây vẫn chưa quá gay gắt. Vì thế du khách vẫn có thể lựa chọn Đà Nẵng làm điểm đến tham quan, khám phá những nơi danh lam thắng cảnh hay đi dạo và tắm biển. Với thành phố Hồ Chí Minh, trong ngày hôm nay thì mưa dông vẫn có thể xảy ra vào khoảng chiều tối và đêm. Có những nơi xuất hiện mưa dông mạnh kèm theo hiện tượng lốc, sét và gió giật nguy hiểm. Ban ngày trời ít mưa và có nắng với nền nhiệt cao nhất ngày không vượt quá 34 độ. Thời tiết sáng đến trưa khá thuận lợi cho quý vị tham gia mọi hoạt động ngoài trời. Sang ngày hôm nay, tại thành phố Cần Thơ, trời chuyển nhiều mây, mưa dông cũng gia tăng, xuất hiện trong khoảng thời gian chiều tối và đêm. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Ban ngày mưa có phần giảm hơn và gián đoạn, nền nhiệt cao nhất trưa chiều ở khoảng 31-33 độ, thấp nhất về đêm chỉ còn 25-26 độ, thời tiết mát mẻ và dễ chịu. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết đô thị ngày hôm nay. Xin chào và chúc quý vị có một ngày mới tốt lành.